chào các bạn. Thì mình tiếp tục đi câu ở Tân Phước. Hy vọng thì sẽ có cá để làm bếp cho các bạn xem. Thì mời các bạn theo dõi buổi đi câu của mình hôm nay như thế nào nha. Lên con các bạn, không quay được. Vô rồi, thiệt tình. Thành cái các bạn. Đây. Rồi, thành cái. Lượm con nha các bạn. Đây. Trời ơi, xảy rồi. Lên cá nha các bạn. Đây. Đây, đó đây, không cá nha. Cảnh này thật quen thuộc. Ta đã từng thấy nó ở đâu rồi?
không bung lưỡi luôn. Đây cá nha các bạn, rồi cá gì vậy ta, vô rồi má gậy cỏ. Lụm nha.